Evil Genius, đội hình ra quân Operator, Demon One, Flex, Ethan, Controller, Jogemore, Initiator, Com, Support, Bustio, dự bị 1, BCJ, dự bị 2, Reform, Coach, Potter. Đối với EG, sự nghi ngờ đã hoàn toàn bị câm lặng. Đến với Tokyo, EG đã bị chế giễu khi nhận giả thuyết cho rằng siêu sao Demon One sẽ không thể tham dự Master mặc dù đã gồng gánh đồng đội vượt qua vòng bảng. Nhưng bằng một cách thần kỳ, Demon One đã cùng EG đến với Master Tokyo và viết lên một câu chuyện cổ tích với vị trí thứ hai cùng những người đồng đội. Đại địa chấn được tung ra và họ muốn điều này. Jakemo double kill dành cho Jakemo rồi. Với những người đồng đội của mình thì bây giờ DAX đang ở một cái thế rất tù. Double kill gọi tên Bustio. Địa chấn đầu tư là quá tuyệt vời, nhưng Bustio vẫn bắt được sáng và Bustio chưa nằm. Double kill cho Bustio. Đã lộ rồi và Foxy9 cũng sẽ sớm bị có măn thịt thôi. EG đang gặp khó khăn, Bustio đem về mạng đầu tiên, thậm chí là cú double cộng dành cho DAX. Nhưng bây giờ thì sao đây, Bustio có một người, bắt đi một người, chắc cái bóng kết thúc được sáng. Và không có điểm hạ gục nào dành cho Marco cả. Muốn đi xếp cũng không xong. Team will reign supreme. It looks like it's all EG. Bustio, sublime. Câu chuyện của EG tại Tokyo sẽ được ghi vào lịch sử Valorant sau màn thể hiện của họ. Ngay cả khi thất bại 0-3 trong trận chung kết tổng, EG vẫn được xem như những ngôi sao tại Master và bây giờ mục tiêu của họ là vô địch. EG đã vượt kỳ vọng đối với khán giả trong nước cũng như là khán giả quốc tế. Giờ đây, Champions sẽ là nơi họ củng cố bản thân, trở thành một gã khổng lồ của Valorant. Tuy nhiên, trải nghiệm của Champions sẽ là rất khác. Họ sẽ bị khai thác và nghiên cứu rất nhiều. Liệu EG có thể chứng minh thực lực của mình hay là sẽ gục ngã trước những áp lực? Tuyển thủ nổi bật Demon One. Ngôi sao đang lên trong mùa giải 2023, Demon One đã tạo được sự ấn tượng kinh ngạc mặc dù mới chỉ là giải đấu đầu tiên anh chàng tham dự. Chỉ trong vòng 6 tháng, cái tên Demon One từ một cái tên vô danh trở thành siêu sao thực thụ. Rất nhiều huyền thoại đã thất bại trước Demon One trong hành trình chinh phục đỉnh cao của anh ta. Vì vấn đề visa, ban đầu Demon One đã không thể tham gia Master Tokyo, nhưng may mắn đặt mỉm cười vào phút chót và phần còn lại là lịch sử. Hy vọng rằng với ít vấn đề bên lề cần phải giải quyết hơn, Champions sẽ là bàn đạp để Demon One tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao của mình. Tất nhiên nếu anh chàng vẫn giữ được phong độ tốt. Bạn đã gỡ một nửa, quyết định của anh ta là gì đây? Gỡ luôn, cả đối đường đã vào chưa? Đây, anh nhìn một chút, rất cả kiếm của Demon One. Họ đang stack tới 3C, The Team. Aiming down the sight, the jump speed. And he lands it onto Finesse when a nanoswarm misses. Again, this is a bit of what we saw from each. The parfing there, dropping down into hell. There was a pull prior. And at this point, it's just an absolute aim lapse routine. Flawless round. With... Oh my. Nhưng Demon One vẫn làm được. Demon làm bộ những tình huống vừa rồi và anh cũng nhìn lại tình huống này. Trời ơi, cái tình huống hạ cũng sát hack kìa. Cho game on. Không phải là gương mặt nổi bật trong đội hình EG, nhưng Jogemore cùng với đặc vụ Raze đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ tại Master Tokyo. Ngoài ra, khả năng trash talk của Jogemore cũng biến anh ta trở thành tuyển thủ tiềm năng trong tương lai. Jogemore vượt qua anh ta, có 3 người đằng sau, mất tầm nhìn chốt 1 kill Jogemore. Đó là những mắt bản thân của Fury khá khó chịu. Asmang lên tiếng, Jogemore hạ gục đi được vị trí của Lancer, và bây giờ đó là 3-2 dành cho Lao. Những câu ăn gì bắt đi được vị trí của Core, và bây giờ thì Jogemore không được rồi, bắt đôi chờ. Có stick bài chắn, nhưng Jogemore đang tới. Đối phương sẽ kê lại có được 1 bài top 1 kill Jogemore. Và Core không đủ thả bài.